vừa về được một cái lô mai dảo Phú Tân với lại cúc Tân Châu nha cả nhà. Thì cây này nó lên đọt xơm xê lắm nha. Nó vừa ra thêm một cái cơi đọt nữa nè. Cả nhà thấy không? Cây nào nó cũng đang lên một cái cơi đọt hết ha. Đây. Đó, cái lá nó chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa nha. Cây này thì xơm xê luôn. Đây. Nói chung là cây rất là khỏe luôn ha. Thì tất cả các cái bộ rễ thì cũng đều được xử lý đế hết nha. Đó, cây nào cũng có xử lý đế hết. Đây là dảo Phú Tân nha cả nhà. Thì cái lô này á, em nuôi nó ra được chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị bốn đọt ra luôn á. Đó, cây rất là khỏe và rất là tốt nha. Bên đây là cúc Tân Châu. Đây cúc Tân Châu nè, nó cũng đang chuẩn bị ra đọt luôn nè. Cái này về chúng ta lấy bo cũng được luôn nha. Đó. Cây này chơi Tết luôn ha. Rồi, cái lô này thì em bán với giá là 150 một cặp thôi. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cúc Tân Châu nha. Cúc Tân Châu thì hoa chùm nha cả nhà, từ 24 đến 36 cánh nha. Hoa chùm luôn. Rồi, cây nào thì nó cũng được xử lý đế hết nha. Các cái đế thì đều uống rễ hết, giờ chúng ta moi lên nó có bộ đế hết nha. Đây, không có cây thì nó lòi lên như thế này nè. Rồi, rễ nào thì cũng có ấy hết nha cả nhà đó. Rồi, cái này thì em bán với giá là 150.000 một cặp, em bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Trà Bông nha cả nhà ơi.